Con anh chào chị Hồng Loan nha. Bun ơi, Bun, Bun ơi. Mới vừa ginh ra luôn. Dạ, đồ cúng á, đợi chị lên á. À, chào chị Ni. Chào chị Ni. Chị Ni cơm luôn nha. Vũng Tàu mà luôn. Hỏi chị Ni không? Chị Ni. Hỏi Vũng Tàu mà. Chị Ni không? Trời ơi. Trời ơi, chưa quay nữa. Sao nói con ở Vũng Tàu mà? Dạ đâu có Vũng Tàu. À, đúng rồi. Thì Vũng Loan lên. Bỏ đũa hết rồi hả? Ở đâu mà mày gì Phan Thiết. Bỏ đũa hết rồi hả? Bỏ đũa hết rồi. Bỏ đũa, trời ơi, chị Loan bỏ đũa. Đóng đũa lại. Đang ăn như gì Loan? Mới vừa già. Nghe vừa tới là bỏ đũa hết á. Bỏ đũa hết rồi. Đang ăn bỏ đũa luôn. Mong em đợi mà. Tới mà. Mới vừa chị Ni, chị Ni qua bên chị Ni nè. Mới vừa gặm được miếng cây là bỏ đũa liền. Bỏ đũa chạy lấy người. Thấy ông anh là nói là Hồng Loan xuống mà mấy em cứ khán giả luôn. Hồng Loan đang ở ngoài Phan Thiết á. Cô Năm nè. Chốc coi. Vì làm dự đoán hay quá. Trời ơi, anh ấy không có anh dự đoán là Hồng Loan xuống mà. Rồi nè, trong vòng của tới trên bao. Chị Hồng Loan lên. Lên tới hội con Năm phát hiện nha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 8 là Hồng Loan xuống đây để trước tiên xuống là để cho ai quay dùng đi trời. Linh cũng cầm cái con. Nhà là mộ. Biết là biết là quan dâm không giàu cũng sẽ ăn được theo như thế này. Ông cô bây giờ mọi người nào mà đất nghiệp vậy? Quan về tôi anh ăn được không? Tại vì cô cũng từ sáng giờ mong đợi anh là có Hồng Loan xuất hiện. Bà tám, nó đặt luôn bà tám bà con ơi. Đúng rồi là Hồng Loan tới. Bạn phải ăn cái gì này? Bà năm bà tám hả? Ừ, bà tám. Chết luôn rồi, lên bà tám rồi. Mới lên hả con? Dễ thương ha. Chung chị ngoài bên ngoài dễ thương hơn ở trong nhiều. Chị đi đâu? Chị hả? Chị luôn á, đi từ Phan Thiết đây luôn. À chào chị Ni nha. Chưa có về luôn. Chưa về nhà luôn. Cảm ơn nha, cảm ơn mấy em nhiều nha. Dạ. Thấy mặt quen, cảm ơn. Trên mạng đâu mà đâu có thấy ngoài thường đâu. Lần đầu tiên là em ghi hình chị Ni luôn á. Có tao cũng bố rồi, thấy ngoài mình ít có lên. Chị đâu có gì đâu. Chị đâu có gì đâu, chị phải cúi mặt đúng không? Thì em quay quay. Bữa nay gặp chị Ni ở ngoài á. Đúng rồi, lần đầu tiên em là chị Tình luôn. Em chúc chị Ni nhiều sức khỏe nha. Rồi, giờ đi mình toàn đi bộ không mà. Chị đi hóa 1 tiếng được. Sao bầm? Bị quýnh bầm. Ai quýnh vậy? Chị Ni quýnh bầm. Vậy giữ nhất rồi, ai quýnh chị? Giữ đâu, tàn là đồn không á ông ơi. Kêu là chị đại, chị dạy nè. Tùm lum hết trơn á. Quýnh bị quýnh bầm. Nhưng mà có bị bầm cũng phải cho người ta thấy. Sao cho thấy được? Thấy thử. Nó quýnh mình mà sao cho thấy? Để mình bỏ vệ ra. Trời ơi, ông ở trên đây đâu giờ? Chị Ni già rồi kìa chị Ni. À biết rồi, Phương áo vàng chị biết mà đây, tài 66 đúng không? Dạ. Rồi em chỉ vậy chút nữa chị ăn sao chị ăn được? Ủa, chị ăn làm gì vậy? Chị Ni rất vui tính nha. Nhưng mà cũng là rất cứng nha, đừng có giỡn chị Ni nha. Cứng gì đâu, chị hiền lắm thiệt á. Có làm gì chứ, có đánh ai, có chửi ai đâu. Chửi đâu có chửi đâu, đâu có nói chửi gì đâu đúng không? Dạ. Lên mạng nói chứ vui gì đó chứ ai làm gì được. Ai làm gì được ai chứ, chị đâu có làm gì được ai đâu. Chị là người quản. Quản gì quản ngại hả? Chị là Bình Định hay Phúc Yên chị? Bình Định Phúc Yên. Thì nói tiếng Nam cũng được nhưng mà điều cái chị giữ cái văn hóa. Quê gốc gì là đâu? Quê gốc là An Khê Gia Lai. An Khê là nó giữa, ở giữa Quy Nhơn với Lai. Dạ, chẳng là dạ. Chỗ Tây Sơn á. À, bé buồn nha, bé buồn nha. Bé buồn nha. Anh em bỏ đũa rồi. Trong trong đang ăn mà nó bỏ đũa chị. Để ăn bỏ đũa luôn á. Nó có lời lại nó không biết lời gì á. Thật sự nó là cảm ơn nhất là tài á. Chỗ nơi dạ. Cái gì được. Nó nói chị đi lên mời với tụi em. Dạ không không con. Mọi người cũng như thường chú Năm khác nhau nên ở đây bảo vệ chăm sóc thôi.
có gì đâu. Chỉ cần chị Ni xuống đây thường xuyên là được rồi. Trời ơi, chị Ni lâu lâu mới xuống với chị Ni giờ tôi đói bụng ăn từ em dậy sao chị Ni ăn. Chị Ni ăn nhiều lắm luôn á. Linh nghiệm quá. Nhà em gần đây hả? Quá trời khán giả chào chị Ni, chị Ni ơi. Chị Ni lên trễ quá. Chị chia sẻ mình có sao không? Nghĩa lẽ giờ chị đi gì đâu có gì đâu, chị bị mặc vậy đúng không? Đúng rồi. Tại vì em quay ra thì chị nói chuyện vậy thôi, cũng như vui với tụi em thôi. Chứ nổi tiếng chị đi cũng đâu làm cho showbiz, chị đi cũng đâu bán hàng đâu. Nhưng mà để chị háo một tiếng nha. Chị bận. Hồi nãy chống cái ông tò nó gài cho chị tấm kiến không ạ? Mắt chị nó hiểu quá à. Chị háo một tiếng hoài à. Em biết đánh bầm mắt chị dở ra sao được. Thì coi bầm như thế nào mốt người ta em đánh. Ý là bầm như thế nào mà em không đánh được đúng không? Chỗ nào bầm không đều là đánh cho bầm màu đúng không? Không. Dạ. À, hồi nãy chị kia nói bữa nay sao giúp anh? Sao? Bà nói giống cái gì đó. À, giống cái tiệc đãi hay đám cưới của hàng du một. Anh ấy nói là không phải, đây là cúng cho chú. À, khán giả ở bên Úc, chị Linh ở bên Úc. Linh ở bên Úc hả? Dạ, chị Linh bên Úc. Chị đã có đây không? Chị đó ở bên Úc. Nếu mà chị cảm ơn chị là phải nhắn trên YouTube đi chị mới gửi cho 15 hết tại vì khán giả của 15 hết. Ngày đầu tiên lên nhà Hồng Lan là gặp Ni luôn. Ô có duyên dễ sợ luôn. Con ơi con dễ thương đi. Chứ sao đang cầu nguyện cho đang cầu nguyện đang nhiều chị quen. Bây giờ cô xin phép nha cho đẹp đi con. Đó, cô xin phép con làm quà cho vậy mà ra mắt cũng bầm đâu bầm. Thì nó lấy chắc chắn biểu lên nặng luôn á. Đi học rồi. Rồi bé Bun la rồi. Sao bé Bun khóc dữ. Nó bị kẹt trỏng cái gì kìa. Không phải. Kêu bà. Kêu bà hả? Bà đâu? Bà là Ngọc Nhàn. À, chị đi ở ngoài rất là đẹp gái ha. À, quý cô chú chị ơi, cũng có vì mình sớm cũng có thông báo cho bà con cô bác nữa ha, đây là tin chính xác ha quý chú chị. Chút xíu là mời chị Ni ở dưới đứa chị Lon dùng luôn ha. Đây nè quý chị, chưa có dùng luôn nè, chưa có dùng luôn á chị là mới vừa cầm đũa lên nè, coi cái lẩu chưa sôi luôn. Đây là bàn của tụi em hả? Dạ đúng rồi, chưa có dùng luôn đó, mới vừa cầm đũa lên xong. Vừa cầm mền đũa lên nè. Đừng có đây nè. Rồi tôi ăn nhiều mà quay rồi sao tôi ăn gì trời chết rồi. Chị ngồi như vậy. Đó đây là một hai cái mâm. Trời ơi, chị ngủ rồi chị ơi. Già rồi. Đó. Chết cũng cứ đeo cuốn hoài sao thấy. Đó, con mắt em nó chói á. Em đeo kiếm cận, cầm mắt thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc và sẽ cập nhật video tiếp theo cho bà con cô bác xem ha. Anh đi trong khi cho chị dùng mà.